Chào mừng các bạn đến với Kỳ Lân Luxury Đi Mua Vàng phần 2. Đến với phần 2, Chi xin giới thiệu cho mọi người một mẫu nhẫn đang làm mưa làm gió tại Kỳ Lân hiện nay. Mẫu này tuy không được kết tầm kim cương như những cái mẫu nhẫn Rolex size của Kỳ Lân, nhưng đổi ngược lại, em này đang mang cho mình một ý nghĩa cực kỳ hay ha. Đây là mẫu nhẫn Long Voi, thì mẫu này mang lại ý nghĩa như là may mắn là từ các dân tộc ở miền núi á. Lát nữa chị sẽ chỉ cho mọi người một cái video để mọi người xem ý nghĩa của chiếc nhẫn này cực kỳ hay luôn. Thì mẫu này nam và nữ đều có thể đeo được nha cả nhà. Đến với Kỳ Lân Luxury thì khi mà ra một cái sản phẩm nào đó bên Kỳ Lân cho chuốt rất là tỉ mỉ, thì cái phần vàng trên chiếc nhẫn này bên em làm bằng vàng nguyên khối AU750 chuẩn thụy sĩ nha. Vàng không bọt không xốp luôn, nên khi mọi người đeo á, vàng ở bên ngoài thị trường cái hội chuẩn chỉ có 65% là vàng thôi, nhưng đến với vàng của Kỳ Lân Luxury là 75% luôn nha mọi người. Mình đeo mình sẽ không sợ bị tình trạng là vàng bị xuống màu theo thời gian luôn ha. Bên em là bảo hành cho mọi người vấn đề đó luôn. Còn về vấn đề thu đổi trả, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với Kỳ Lân. Và sau đây là ý nghĩa của nhẫn Long Voi, mời mọi người xem qua nha. Ở video trước chúng ta đã nói về những đặc điểm và ý nghĩa của nhẫn Long Voi trong chuyện tình cảm. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần nhẫn Long Voi sẽ đem đến những gì cho chủ nhân. Theo ý nghĩa phong thủy của nhẫn Long Voi, với đặc tính to dai và không bao giờ đứt, nên những sợi lông đuôi voi thường được kết lại tạo thành nhẫn có tác dụng xua đuổi ma quỷ và đánh tà. Thông thường mọi người đeo chiếc nhẫn này mong sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, đồng thời thu hút tài lộc để gia đình mình phú quý cả năm, giúp công việc có thể trở nên suôn sẻ và ngày càng thăng tiến. Chiếc nhẫn Long Voi hiện tại đã được làm đơn giản hơn rất nhiều. Theo đồng bào dân tộc Ede và Mình Ông, họ không có quan niệm về 12 con giáp hay ngũ hành tương sinh. Chính vì thế họ không đặt ra bất kỳ quy định nào về độ tuổi hay nói cách khác, đây là món trang sức phù hợp với mọi thế hệ, mọi độ tuổi. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.